Sau đây là để minh họa cho cái bolero tù các bạn. Thì tôi sẽ đánh theo cái file của ca sĩ Lệ Quyên ha. Để chúng ta phân tách cái vấn đề mà chúng ta chạy lên bass với lại cái nhịp. Đây là những bài ra được là hay các bạn ha. Cảm ơn các bạn. Come on, come on.